Chào các bạn đến với kênh Duy Khánh TV. Nay mình sẽ cho các bạn coi một cái clip là mình thay cái mặt và đùi của xe mình nha các bạn. Nay thì có anh thợ bên cơ sở Nguyễn Thắng qua thay á. Bữa đó mình đã nói với các bạn nghe là clip trước á. Nay ảnh mới qua tới nè. Nó giờ anh đang thay đó. Trước tiên là mình tháo bộ lon ngoài trước các bạn. Mình cũng mới hơi đóng mắt xích ra rồi nè các bạn. Xong rồi đó. Cái mặt trà này nó bị chảy các bạn, là nó vô nước này các bạn ơi. Các bạn thấy nhớt nó hơi có màu làm như có nước nó vô miếng rồi các bạn. Mình đang tháo ra, mình xả nhớt ra trước đó. Xong rồi mình mới lột ra. Anh thợ làm kỹ lắm các bạn ơi. Anh cơ sở Nguyễn Thắng ở bên Tiền Giang đó. Chuyên môn làm cái đùi bơm máy đồ các bạn. Các bạn coi video mấy bạn nhớ đăng ký kênh mình nha các bạn. Rồi anh thợ cũng đang tháo cái đùi ra nha các bạn. Đó. Trời, cái đùi đẹp như mơ các bạn ơi. Rồi lấy dây đó đùi ngay. Bạn thấy không? À, để nó quay sát cho các bạn coi. Tại vì nó bị chảy nhớt cái mặt trà mấy bạn, mình mới thay mấy bạn, chứ nó còn đẹp chứ lắm mấy bạn. Còn bên đây thì anh bạn chủ nhà anh phụ cửa đất với mình nè. Cái này không có ổ điện hết ta. Gì? Làm dấu với ông rồi đó. Lấy đồ đóng làm dấu đi. Còn mày có ổ điện không? Có ai không? Có đèn máy không? Có đèn máy phải không? Thì năm lấy ổ điện lên. Có điện trên kia nối vô nữa. Đó. Lấy đây. Anh đang tháo đó nghe các bạn. Nãy giờ mình làm để đi một vòng lấy dụng cụ mệt quá. Để mình thở cái rồi mình nói với bạn nghe. Bỏ đồ đẹp lắm mấy bạn ơi. Với phần mình xài kỹ nữa, cứ khoảng chừng 4 tháng là mình thay nhớt một lần các bạn. Bởi đồ 10 năm vẫn còn mới chắc mà. Chiều nay mình ráp luôn, rồi mình gắn xích luôn. Bữa nay là mình làm hết luôn các bạn. Và mai là mình bắt đầu công việc mình làm đó. Cái này hơi khó bạn ơi, nó cứng dữ lắm. Phải tháo ra dùng ống tiếp đồ. Sáng giờ anh thợ này xuống mới xuống tới là làm liền đó các bạn, chưa được nghỉ ngơi nữa. Nãy giờ anh tháo ba bộ lon ra rồi mấy bạn, giờ anh bưng cái đùi xuống. Đây là cái đùi hy đát nha mấy bạn, nó đang giật ra mấy bạn. Đó. Nè mấy bạn, nó bị chảy nhớt cái này mấy bạn. Cái này là cái mặt trà nè, nó bị chảy cái này nè. Mình thay cái dòng này nè mấy bạn.
chứ toàn bộ nhông đồ mấy gì dít cốt đồ mình đẹp dữ lắm mấy bạn ơi. Đẹp cái gì? Dít dẹo dít đóng á. Nè mấy bạn, lâu ngày quá cái này nè, nó chảy đường này nè mấy bạn thấy không? Tay mình chỉ nè, mình chỉ thay cái dòng này thôi. Mình thay về mình chạy được khoảng cỡ 2 năm rưỡi nữa mấy bạn ơi. Tại đồ này là đồ mình mua mới nhưng mà chạy nó không có bền mấy bạn ơi. Chỉ cứ canh 2 năm rưỡi là mình thay lần thôi. Rồi dựng lên đây. Rồi rồi. Để mình dựng lên cái. Rồi chút sẵn cái mình tháo này mình thay cái bánh răng này luôn các bạn ơi. Đó, anh đang giật ra đó các bạn. Đang đóng ra đó. Này cũng khó lắm các bạn ơi. Để mình đâu có rành mấy cái này đâu. Đây là cái mặt đạn đũa nó nè các bạn. Nè, cái dòng này mặt đạn đũa nó nè. Cái này nè các bạn, cái này là cái mặt đạn đũa nó nè các bạn. Các bạn thấy không? Còn đây là cái này là cái nắp chặt ngoài của nó. Còn cái mặt đạn này cái gì mình không biết cái gì nữa thôi, mà nó đổ ra ngoài nè. Em chút mình sắp lại. Nó đang đóng ra đó các bạn thấy không? Chút nữa mình lấy dầu mình rửa sạch hết nha các bạn. Rồi mình mới ráp vô. Đang chùi cái thùng này cho sạch các bạn ơi. Xong rồi mình chế dầu đây là mình rửa các bạn. Dầu giờ cũng rẻ các bạn ơi. Rửa đại nhiều cho nó sạch. Chứ lúc nước dầu 2 mấy ngàn rửa ít ít đó nè. Để nhờ dầu rẻ làm cũng có cũng đỡ các bạn ơi. Này là cái mặt đạn cái gì mình không có rành kêu cái gì nữa. Đồ quên quá. Mình rửa để đây chứ chút mà mình rửa lại một cái nữa. Cái này nè, cái này là nó cũng thứ nữa các bạn. Mà tại nó bị giục ra. Chút nữa là nó sắt lại. Giờ mình chùi thêm ra. Này là cái cộng sinh ngoài của nó. Mình cũng có mua cộng sinh mới rồi mà không biết nó có giống không nữa. Chắc để nó không giống là mình nó xài lại luôn. Này cộng sinh ngoài của nó. Đừng cho nó chảy nhớt ngoài mấy bạn. Cái này chứ nãy tháo ra đất nó dính vô lắm. Để mình kỹ cho nó xài bền chút các bạn ơi.
cái này là cái mặt đạn bạo của nó nè. Cái này thì mình biết, mình cái nào mình biết mình nói, còn không biết là mình nói mình không biết. Các bạn thấy không, đẹp như mơ các bạn không? Này đầu viên nó không đó các bạn ơi. Cái này là mặt đạn cây của nó này các bạn ơi. Nó dính trong cái sườn của cái vỏ ở ngoài các bạn. Cái này nó dính trong cái vỏ ở ngoài nè. Nó còn đẹp lắm. Nó chết. Đây là nhông của nó nè. Nó đạn cây nhông của nó. Còn đẹp lắm. Cái gì? Bộ lông đó. Cái mặt đạn của nó mà nó bị rớt ra mấy bạn. Giờ mình mò mình lụm bỏ liên. Để chút nữa anh Thợ anh mới ráp lại. Chứ nó mất một con không được các bạn. Nè, nó này nè, nó nằm rời vậy đó các bạn. Dính vậy nè, nhưng mà nó phải đủ mới được. Mất một miếng các bạn. Để mình làm hơi kỹ. Cưng chưa? Đây là cái vỏ, cái đùi nó này các bạn. Giờ mình vệ sinh nó. Bên trong này nè, bên trong này nó có kẻ gắn cồn sinh nè các bạn. Giờ mình cạo sạch hết luôn các bạn. À, lâu ngày đất nó vô. Rồi chút cái mình ráp vô rồi mình mới tháo cái bánh răng ra các bạn, bánh răng cũ nó nè. Rồi mình thay bánh răng mới luôn. Chiếc này mình làm cái xe mình lại lần này nữa là ok luôn nha mấy bạn. Vệ sinh sạch nó. Các bạn thấy không, anh Thợ kia cũng đang tháo mấy tà lê ra mấy bạn thấy không. Bây giờ phân ra người công chuyện làm mấy bạn ơi. Đặng cho xiết xiết bữa nay rồi. Nó kẹt mấy bạn. Lấy chút đá. Mình giật bơm nó mệt quá rồi. Hư rồi đó mấy bạn. Mà bơm cỡ này nè. Bởi cái gào ép không vô các bạn ơi. Phải có cái đá mới được. Các bạn nghe kêu rắc rắc không các bạn? Hơi đi, hơi chút đi. Đó, cái nhẹ nhẹ đó. Bạn nghe kêu rớt rớt không bạn? Nè. Mấy bạn ơi, cây đăng xích nó văng ra ngoài rồi mấy bạn ơi. Đó mấy bạn nghe không? Nè. À, nó bơm chỗ này nữa các bạn.
mà nó nổ nó, nè, mấy bạn coi nó vị trí nằm đâu nha các bạn. Nè, nó văng ra đây nằm dạng cỡ 3 mét. Chắc có 3 mét nữa các bạn. Mà giờ mình bú lia rồi mình xài lại bình thường các bạn ơi. Mấy bạn xem anh thợ anh ráp cái mặt đạn lại nha các bạn. Cái kia là anh chùi hai con nó bò vô đó. Rồi tranh thủ mình ráp vô luôn các bạn ơi. Để mấy bạn thấy trời nè, đằng này nó mấy bạn thấy không? Mưa tới rồi, chuẩn bị mưa tới rồi. Mà chỗ này nó đang thu nha các bạn. Anh thợ đang ráp mặt trà vô trước nha các bạn. Rồi xong mình mới gắn cái chưa lá miệng này. Cái này vô trong cái chưa được. Lá miệng này mới được. Bạn ơi, trước tiên mình đóng đạn vô trước các bạn ơi. Rồi xong mình mới ráp mặt trà này vô lên trên nè các bạn. Nó bị chảy cái này nè. Mình thay làm thay cái dòng này nè các bạn. Hên quá mà không mưa mấy bạn ơi, gió nó thổi ra biển đông luôn rồi. Chiều nay có thể là mình rồi hết luôn đó, đó mấy bạn. Vô đó mấy bạn. Cái mặt trà này kỹ lắm các bạn, đừng cho nó tày, tày cái là nó chảy nhớt ra đó các bạn. Phải làm cái kỹ nó được tỉ mỉ. Lâu quá bạn xét nó dính lên cái mặt trà cũ các bạn. Giờ mình rửa loại lần thứ hai mấy bạn ơi. Nãy mình rửa rồi. Rồi mình để đó, nãy giờ mưa nó gió nó thổi các bạn, chưa có mưa. Giờ mình rửa sơ qua cái là anh thợ ráp rồi luôn các bạn. Anh ráp mặt trà xong hết rồi. Đó, anh ráp cái mặt trà đóng đùa vô thùng xe rồi các bạn. Bạn thấy im không? Thợ đang ráp cái dòng đảo vô đó mấy bạn. Bây giờ anh đang nhét đạn vô mấy bạn. Cần dính vũ không? Bên đây có anh chủ nhà anh phụ nè, anh thanh niên mà giờ anh đội nóng quá vậy đó các bạn. Chút xíu lon vô nữa, dính đi, em dính vô đi. Dính phủ không? Chéo rồi đó.
đang đóng cái đạn ngoài vô nha các bạn. Đóng đạn ngoài vô xong cái mình ráp bốn cái nhông này vô là xong rồi các bạn. Chứ gắn cái khoe này nữa. Nãy giờ mình ráp mới xong rồi các bạn. Dành bò cái cho các bạn coi nè. Các bạn thấy không? Ráp cái nắp đùi này nữa là rồi nghe các bạn. Các bạn coi kênh nhớ đăng ký kênh cho mình nghe các bạn. Thì hẹn gặp mấy bạn trong video gần nhất nha các bạn.